Con gì? À đúng rồi, con lăng. Các em nãy chị chờ đợi cái lâu chưa? Con muốn xem múa lăng chưa? Nhưng mà trước khi xem múa lăng á thì chúng ta phải làm một việc, đó là phá cổ trong chân. Các em có muốn, các em có thấy những mâm cổ trên bàn chưa? Đó, giờ mình vừa thưởng thức mình vừa xem lăng nghe chưa? Rồi, chị Hằng và chú Cùi xin mà các em cùng nhau phá cổ trong chân xem múa lăng nào. Một, hai.